Kính thưa quý vị, đôi mắt dễ thích nghi của Tuần Lộc có thể gặp trở ngại trong ngày Giáng sinh. Kính thưa quý vị, Tuần Lộc Bắc Cực nổi tiếng vì hỗ trợ ông già Noel phát quà Giáng sinh cho trẻ em trên toàn thế giới. Nhưng theo các khoa học gia của Trường Đại học London và Đại học Tromsø, nó cũng sở hữu một đặc điểm tiến hóa riêng biệt. Đôi mắt của Tuần Lộc thay đổi màu sắc để thích nghi với điều kiện ánh sáng khắc nghiệt của Bắc Cực, từ màu vàng trong mùa hè sang màu xanh đậm trong mùa đông. Giáo sư Glenn Jeffrey, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, cặp mắt Tuần Lộc hoàn toàn khác biệt trong mùa hè và mùa đông, khiến nhóm nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên về điều này. Đây là điều rõ ràng nhất khi mở mắt Tuần Lộc ra, màu mắt của chúng thay đổi rất lớn. Nhóm nghiên cứu của ông Jeffrey năm nào cũng đến Bắc Cực trong mùa đông để nghiên cứu mắt Tuần Lộc mua từ các lò mổ. Tuy nhiên năm nay họ đi sớm hơn mọi khi và tình cờ phát hiện sự thay đổi màu sắc này. Lần đầu tiên được phát hiện ở loài động vật có vú. Một lớp tế bào gọi là tapetum lucidum nằm phía sau võng mạc và phản chiếu ánh sáng lại qua mắt để tăng cường thị lực ban đêm. Bằng cách thay đổi màu sắc, tế bào tapetum có thể thích nghi đối với tối đen hoặc khi sáng chói. Nhóm nghiên cứu cũng đặt điện cực màu vàng dưới mi mắt của Tuần Lộc sống để xem xét ngưỡng thị lực của chúng. Kết quả nghiên cứu cho thấy màu sắc thay đổi có thể là do áp suất bên trong mắt. Trong mùa đông, đồng tử giãn ra nén tapetum lại cho phép phản chiếu ánh sáng màu xanh có bước sóng ngắn hơn thường thấy ở Bắc Cực trong mùa đông. Giáo sư Jeffrey cho hay cặp mắt mùa đông của Tuần Lộc cho phép chúng phát hiện ra kẻ săn mồi đang di chuyển trong bóng tối. Nhưng đối với Tuần Lộc của ông già Noel, sự thích nghi theo mùa có thể gây trở ngại trong đêm Giáng sinh. Khi Tuần Lộc đến thành phố, chúng sẽ phải thích ứng với đèn đường và nhiều loại ánh sáng khác nhau. Nếu muốn Tuần Lộc ghé vào, mọi người nên kéo màn để chúng không bị lóa mắt.